Chào cô. Anh làm cái gì đấy? Không, tôi không có ý gì đâu. Cô đừng hiểu lầm nhá, tôi chỉ muốn che cho cô khỏi mưa thôi nè. Che đi. Tôi không cần. Mặc áo của anh vào đi. Tôi là đàn ông thế nào cũng được, đằng nào tôi cũng ướt rồi. Tôi không vấn đề gì đâu, cho cô mượn cái áo này cô mang về này. Này che đi. Che vào. Tôi đã bảo là tôi không cần. Khổ quá, đừng có ngại. Tôi biết là tôi và cô không quen gì nhau cả, nhưng mà tôi nghĩ là gặp nhau ngoài này nó là cái duyên đấy. Này che đi. Anh dở hơi à? Duyên phận cái gì? Muốn giúp người khác thì cũng phải hỏi người ta có cần hay không chứ. Áo của anh thì hôi như cú ấy, cứ dí vào người của tôi. Cái gì? Cô nói chuyện kiểu gì đấy? Tôi ra đây là để giúp cô. Cô không cảm ơn tôi thì thôi. Cô lại nói cái kiểu vô duyên như thế à? Anh mới là đồ vô duyên đấy. Con điên này. Cảm ơn bố mẹ nhà em đã cho anh được đón em về nhà. Nhưng mà anh là ai đấy? Mình có quen nhau đâu mà tự nhiên tỏ tình em. Anh là ai không quan trọng, mà cái quan trọng là anh là... Cắt. Ông diễn cảnh tình yêu mà mặt ông nhăn như quả táo tàu thế. Dạ em xin lỗi anh, nhưng mà em bị đau dạ dày ạ. Tại sao đau dạ dày? Dạ, chắc là do em chưa ăn sáng ạ. Thế tại sao ăn sáng? Là vì dạo này em béo quá anh ạ. Chơi đi đâu? Dạ. Đuổi ông này còn gì nữa? Nhưng mà anh ơi. Nhưng cái gì? Anh Quang này đóng với mình 4 phân cảnh rồi anh ạ. Nếu mà bây giờ đuổi thì phải quay lại từ đầu với anh ạ. Phân cảnh quan trọng không? Dạ có ạ. Anh thôi, anh cho em xin một cơ hội nữa. Em hứa em sẽ làm tốt anh ạ. Lần cuối nhá. Vâng ạ. Làm đi. Em ơi, hoa chanh nở giữa vườn chanh, em sinh ra để là dành cho anh. Nhưng mà em không biết anh là ai hết. Khổ, anh là ai không quan trọng em ạ. Ở kia, anh ơi. Ôi. Anh ơi. Trời đất ơi. Ông diễn thế này thì đổ hết phim tôi rồi. Anh cho em chạy ra ngoài hiệu thuốc một chút xong rồi em quay lại ngay anh nhá. Đâu lượn luôn đi. Cầm. Thôi em xin phép ạ. Đoàn tạm nghỉ nhá. Thế là triệu chứng của em là như thế nào nhỉ? Em sổ mũi, đau đầu và tỉnh toảng hay hùng hắng ho. À rồi, ok, chờ chị một tí. Nhờ chút. Chị ơi, chị cho cái loại thuốc đau dạ dày mà loại khẩn cấp ấy chị ạ. Được rồi, để mình kê đơn cho bạn này trước đã nhá. Chị ơi. Cô đấy à? Là anh à? Này. Anh theo dõi tôi đấy à? Cô bị ảo à? Thời gian đâu mà đi theo dõi cô? Tôi đang cần gấp. Chị ơi, chị lấy cho cái loại thuốc đau dạ dày mà dùng nó hết ngay ấy ạ. Này, anh kia. Anh có biết phép lịch sự không? Đi mua hàng thì phải xếp hàng chứ. Tôi biết, nhưng mà bây giờ tôi đang cần gấp, tôi đang vội, cả đoàn làm phim người ta đợi tôi. Cô thông cảm cho tôi một chút. Chị ơi, chị lấy cho em cái loại thuốc đau dạ dày mà. Này, một mình anh vội chắc? Một mình anh gấp à? Đi mua hàng phải biết phép lịch sự, hỏi người đến trước là người ta có đồng ý nhường cho mình hay không chứ. Tôi lạy cô lại còn thế nữa. Này, bị cúm à? Thôi, đừng lây nốt cái bệnh này cho tôi. Chị ơi, chị cứ lấy cho em trước đi. Kệ anh ta, chị cứ lấy cho em đi. Thôi, đừng cãi nhau nữa, thuốc của anh chị đây. Của cô hết 220, của anh hết 150. 150. Đây, không cần vậy. Không cần trả lại đâu. Ủa, bất lịch sự. Em cảm ơn chị ạ. Vâng, chào cô. Dạ, anh mua được thuốc chưa anh? Em mua được rồi. Em bảo đợi một lát nhé. Anh uống thuốc xong ngay. Dạ vâng ạ. Anh ơi, cái này là thuốc cảm cúm mà anh. Đây là thuốc dạ dày mà. Không cần trả lại đâu. Đúng là oan già. Tôi sang thăm thằng Quý, nó vừa đi viện về. Ôi giời ơi, sao bố suốt ngày với Quý với kẻ báu ấy nhỉ? Con bố đang vừa buồn vừa đau đây, bố không thăm, bố cứ đi thăm ai ấy. Thăm ai là việc của tôi.
tôi thăm cái người người ta mẫn cán vì vợ vì con, mải mê công việc đến phát ốm ra. Còn anh ấy, thất tình rồi bỏ ăn rồi đau dạ dày, ma nó chả thèm thăm. Đùa, bố, bố không có một tí tâm hồn nghệ sĩ gì cả. Bố là người quá lạnh lùng đấy. À. Chỉ tại con mụ điên kìa. Ai? Chị Ánh, sao chị không nghỉ ngơi đi? Nấu nướng làm cái gì? Phải hoạt động nó ra mới hôi thì mới nhanh khỏi chứ. Chị vào phòng nghỉ ngơi đi, để em nấu cho. Thôi để đấy chị làm. Chị cứ vào nghỉ ngơi đi để em làm cho. Đã bảo chị làm được. Em cất đồ đi. Chị bị đau dạ dày à? Có phải đi khám không chị? À không, chị cầm nhầm của một thằng dở hơi dưới hiệu thuốc mà. Có thật không ạ? Chị không sao. Nếu thất tình làm cho chị suy sụp như vậy thì chị đã không sống đến bây giờ rồi. Em làm gì thì làm đi.